massage từ cổ đúng không ạ? Bóp vào cổ ạ. Và này gọi là bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ đúng không ạ? Bàn tay mẹ tức là bàn tay thuốc đúng không ạ? Và bóp vào trên cổ của chúng ta. Có thích không ạ bố mẹ? Bố mẹ thích 8.000 hơn hay 8.500 hơn ạ? À? Ai không trả lời thì ngày mai bắt đầu chỉ có 8.000 thôi ạ. Bố mẹ ơi, thích 8.000 hơn hay 8.500 hơn ạ? Đúng rồi ạ, à, đây là cái bản full đầy đủ nhất và đây là cái sản phẩm mà xuất đi thị trường châu Âu và châu Mỹ là dùng cái bản này, được không ạ? Và rất nhiều những bố mẹ ở cam đường chúng ta có cái máy này ở nhà rồi, đúng không ạ bố mẹ? Và dùng rất tốt là massage cổ, giữ ở cổ và massage đến tận đâu ạ? Tận chân của mình, được không ạ? Ngoài ra là trong này còn có chế độ gì ạ? Từ trường ạ, từ trường. Tất nhiên là rất nhiều bố mẹ xem được từ trường của Vinh Em rồi. Thì hôm nay có đông đủ bố mẹ, một số mẹ chưa biết đến thì chúng ta nói cho từ trường hàng ngày nghe. Giám đốc và nhân viên thuyết trình rất là nhiều về từ trường, đúng không ạ? Nhưng mà cũng chả hiểu nó như nào cả, cứ bảo rung mà chẳng thấy rung gì cả. Bố mẹ có cảm thấy rung không ạ? Và không ạ, bởi vì nó nhanh quá, 1 giây 60 lần. Bố mẹ đã bắn cung bao giờ chưa? Khi bắn cung ạ, thì cái dây cung nó văng ở cái tốc độ cao đấy. Hoặc là cái dây đàn đấy, nó rung. Thì chúng ta cảm nhận được là chúng ta dùng những ngón tay của mình chúng ta để nhẹ vào má thì chúng ta thấy được độ cái rung của nó. Bởi vì 1 giây 60 lần nhanh chúng ta không đến kịp đâu ạ. Cho nên người ta đã phải dùng máy để kiểm chứng là từ trường như thế nào thì con sẽ kiểm tra ở đây. Thì mời bố Mong đại diện cho phòng máy lên để kiểm tra cho công bằng ạ. Mời bố Mong đại diện ạ. Đây là cái máy để thử từ trường bố mẹ. Những nơi mà phát ra điện ấy, thì nó sẽ làm sáng cái đèn này lên, tức là từ trường thì sáng ngay cả. Vâng, để ở đây có điện nó có sáng không ạ bố mẹ? Sáng không ạ? Vâng. Thì bố kiểm tra đây không có một cái công tác nào cả, đúng không ạ? Bố kiểm tra kỹ, không có một cái nút nào để điều khiển cái này cả. Mà chỉ nơi phát ra từ trường thì nó sẽ làm sáng cái đèn này lên thôi, đúng không ạ? Thì bố để vào máy đi ạ, máy sẽ chạy ạ. Ở đây là ENTS ạ, nó sáng rồi đây ạ, và bấm vào nút chạy thì nó sẽ nó năng, thì chúng ta sẽ nó nằm ở dưới con năng của chúng ta. Sáng thì vỗ tay ạ. Dưới hai chỗ cô lan vỗ. Sơ sơ đây không sáng rồi. Không sáng là hỏng rồi, chết rồi. Không để, không đúng rồi. Không đúng rồi. À, từ trường là chúng ta phải để viết ngang này, thế là thì gầy gò lên, chạy lên là chạy lên đấy. Máy chạy đến đâu thì từ trường chạy theo thế đó. Đây là lưng các cụ đây, con lăn ở đây thì từ trường nó chạy theo một cái máy phát ra cái bước sóng siêu dài. Thì con giải thích tại sao từ trường này tốt ạ. Cực bắc và cực nam đảo chiều liên tục ạ. Trong cơ thể của bố mẹ có máu ạ. Máu có màu gì bố mẹ nhỉ? Màu đỏ. Tại sao lại có màu đỏ ạ? Vì là máu này có màu đỏ đúng không ạ? Tại vì trong máu có sắt bố mẹ, trong máu có thành phần sắt. Cho nên là gì ạ? Tế bào hồng cầu của chúng ta là có màu đỏ và 96% đó là tế bào hồng cầu và có sắt. Cho nên là gì ạ? Nó sẽ bị ngón cục lại và phân chia ra tùy theo ạ. Thế thì khi mà dùng cái từ trường để giúp cho chúng ta là gì ạ? Máu sẽ đông lại và chúng ta đã liên tục và gì ạ? Massage và phân chia tế bào, tức là gì ạ? Tránh được cái vấn đề máu cục và máu đông và máu nhiễm mỡ. Cho nên những ai mà có máu nhiễm mỡ nằm máy của 2 tháng thôi thì bố mẹ đi kiểm tra ở bệnh viện thì kết quả sẽ rõ ngay, được không ạ? Đó là nhờ vào cái công nghệ ENTS từ trường. Cảm ơn bố. Chuẩn chưa bố mẹ? Vâng, và rung ạ, rung ở đây là chúng ta để tay ở đây thì rung ạ. Chúng ta dùng là cục nâm châm ạ. Chúng ta có thể dùng cục nâm châm để phát hiện ra được từ trường, được không ạ? Bởi vì bắc và nam đẩy nhau liên tục, bước sóng siêu dài và đi qua cơ thể của con người, được không ạ? Đi qua da, qua gốm, qua thủy tinh. Vậy người của bố mẹ chúng ta lớp da rất là dày như thế, chúng ta nằm lên và qua mặc áo dày đi chăng nữa thì từ trường vẫn đi qua cơ thể bình thường. Thì chắc là bố mẹ biết được từ trường rồi đúng không ạ? Anh thử nghiệm chưa ạ? Ít ạ? Cho sờ thì bố mẹ mà thích kiểm tra rung thì lên đây sờ vào đây ạ. Xin mời bố mẹ nào chưa biết được từ trường muốn rung thì chúng ta nên sờ để tay ở trên này ạ. Xin mời ạ. Nhân viên có thể mời bố mẹ.
để nằm như này thì thấy rõ hơn ạ. Cho mở một cái đĩa gốm nhỏ nhỏ ở đấy được không? Đừng chén nước ạ. Da của bố mẹ có mấy lớp ạ? Bố mẹ ơi, da của mình có mấy lớp ạ? Mấy ạ? Người bảo một, người bảo hai. Mấy ạ? Bốn ạ? Thế là dày thế. Vâng, thưa bố mẹ, đấy chúng ta đi với nghe chúng ta có nhiều điều chưa hiểu được ạ. Da của mình là có ba lớp ạ. Đấy không ạ? Biểu bì. Khi chúng ta bị phỏng nhẹ, thế là nó chỉ bị ở biểu bì thôi, không bị mất da. Hạ bì chúng ta không để lại sẹo. Nhưng mà bỏng nặng sâu là qua hạ bì và đến lớp mỡ của chúng ta. Và qua hạ bì là đã chảy máu rồi ạ. Đấy không ạ? Cho nên là da của mình rất là dày. Cho nên khi bố mẹ đi xông hơi ạ, lúc đầu thì nóng. Nhưng mà da ngoài bị lạnh ngay ạ, bởi vì nó chỉ nóng ở ngoài da thôi ạ. Nhưng nằm máy ở đây là ngoài cho da chúng ta đi về nhà rồi. Vẫn mát, vẫn thấy nóng. Bởi vì sao ạ? Từ trường là đi theo vị xoắn ốc của mẹ như là mũi khoan thì mới đưa vào nhiệt vào cơ thể được. Từ trường của chúng ta đi theo vị xoắn ốc như mũi khoan. Đấy không ạ? Vậy thì ở đây ạ, bố mẹ muốn thử được cái từ trường dung như thế nào, chúng ta có thể lên đây và kiểm chứng ạ. Đây là cái gốm ạ. Và da của mình rất dày, cái chân nữa thì nó vẫn rung qua được. Chúng ta sờ tay trên này vẫn thấy rung ạ. Cái đĩa phẳng của tốt này. Từ trường đây ạ. Đây bà để tay vào đây. Mẹ để tay vào đây. Có rung không ạ bà? Đây để đây. Chưa thế. Rung không ạ? Như này mà từ đấy. Bắt đầu có rồi đấy. Đây, nó ở đây. Rung không ạ? Ở đây. Người nào rung rồi thì bỏ tay cho người khác ạ. Rung rồi ạ. Ở đây. Có không ạ? Đây. Nâng châm để thử được rung ạ. Có nâng châm mới thử được ạ. Tức là từ trường là nó dùng bước sóng cơ bắp năng lượng truyền nhau. Đây. Mình sờ bình thường này thì không cảm giác có rung này. Để nâng chân trên tay. Đây là đang xoa bóp này. Và đây là cái lớp bằng gốm ạ, nhưng mà nó vẫn đi qua được. Chúng ta để đây. Bắt tay. Bước sóng siêu dài là đi qua gỗ, qua thủy tinh. Đi qua cả da rất là dày, cho nên cơ thể của mình là dày và có nhiều nước, thì khi từ trường mà gặp nước thì nó sẽ giúp cho chúng ta là gì, hoàn hóa tế bào, đào thải độc tố, thì chính là từ trường của chúng ta. Thế này là gì ạ? Khi bố mẹ đi nằm máy là chúng ta bố mẹ có máu mỡ cao hoặc có độc tố nhiều hoặc là tiểu đường cao đấy, thì bố mẹ cứ nằm máy 2 tháng. Sau đó bố mẹ lấy kết quả của bệnh viện so sánh giữa trước khi nằm máy và sau khi nằm máy thì kết quả là rõ ràng nhất, được không ạ? Thì đó là Vigen. Chính vì nhờ vào cái công nghệ từ trường mà Vigen là cái máy massage duy nhất ở trên thế giới là đưa được cái công nghệ NTS, tức là từ trường vào trong máy. Và khi chỉ cần bấm máy chạy thôi thì là nó sẽ tự động sinh ra liên tục trong vòng 40 phút ở từ trường, được không ạ? Thế nên bố mẹ ta biết là gì ạ? Nhiều người bảo là gì ạ? Nằm máy toát mồ hôi nhiều như thế này thì có bị gầy đi không ạ? Thì thưa bố mẹ, không hề, bởi vì ngày chúng ta ăn 3 bữa và sau 8 tiếng thì độc tố lại sinh ra. Cho nên hôm nay chúng ta toát mồ hôi rồi thì ngày mai chúng ta lại toát mồ hôi, ngày kia chúng ta lại toát mồ hôi. Trừ khi chúng ta không ăn gì mà nằm máy thì lại không được, được không ạ? Còn ngày ăn 2 bữa 3 bữa thì chúng ta cứ đi nằm máy đều. Vâng, cho nên là gì ạ? Khi đói quá thì cũng không nên nằm máy đâu ạ. Và khi no quá cũng thế, được không ạ? Chúng ta có thể ăn sau 2 tiếng thì chúng ta nằm, đó là điều tốt để cho sức khỏe của chúng ta. Hoặc là buổi sáng ngủ dậy chúng ta có thể uống một cốc sữa hay ăn một chút nhẹ nhẹ chúng ta nằm máy thì hiệu quả tuyệt vời là khi nằm máy. Vậy thì nằm máy ở đây là một ngày cho nằm mấy lần hả bố mẹ? Mấy lần ạ? Vì là trải nghiệm miễn phí và làm mới, nếu mà mới đầu tiên mà cho nằm ngày 2-3 lần ngay thì rất là đau, mà chúng ta phải dần dần đã quen, được không ạ? Còn ở phía Hàn Quốc ấy, cũng như bố mẹ có máy ở nhà rồi thì ngày mình nằm từ 2-3 lần ạ. Buổi sáng nằm là tốt nhất ạ, bởi vì cả một đêm mình nằm sai tư thế, ngủ sai tư thế ạ,
vẹo ở cổ, vẹo ở lưng thì khi nằm máy buổi sáng là điều chỉnh tốt nhất, được không ạ? À? Sau đó buổi tối trước khi đi ngủ cũng cực kỳ tốt, bởi vì cả một ngày chúng ta làm việc, chúng ta ngồi sai tư thế, chúng ta lao động vất vả thì chúng ta thư giãn trước khi đi ngủ thì đó là hai lần cơ bản nhất, được không ạ? À? Vậy còn lần thứ ba là khi nào ạ? Trước khi đi ngủ. Vâng, trước khi đi ngủ là một lần, sáng ngủ dậy là một lần, hai lần thứ ba dùng khi nào? Không cứ khi nào cả, khi nào mình đau nhất đó. Khi bố mẹ đi ngoài trời gặp nước mưa, hoặc là khi bố mẹ ăn phải cái gì mà đau bụng thì chúng ta trường nóng ngay thì hiệu quả ngay tức thì, đúng không ạ? Hoặc là bố mẹ đi đâu bị va và đâu đập vào đâu bị sưng cầm tím thì chúng ta lấy cục massage nóng chúng ta làm ngay, thì đó là lần thứ ba. Còn bình thường cơ bản là ngày chỉ cần hai lần thôi ạ, à? Hai lần không cần nhiều, đúng không ạ? Lần thứ ba là cái lúc mà mình bị đau nhất. Ví dụ như đang đêm mà bị đau dạ dày ạ, không ngủ được thì chúng ta bật cái tấm thảm nóng lên và chùm luôn lúc nửa đêm, được không ạ? Thì đó là cái hiệu quả ngay tức thì cho chúng ta. Nửa đêm đau nhưng mà mình đang đau vai, đau chân, tê chân, những người bị đau xương khớp là hay đau về đêm, không ngủ được, tê tì ở chân thì có ai bóp cho mình không ạ? Có gọi được ai không ạ? Không gọi được. Nhưng máy thì sao ạ? Vâng, chỉ cần bấm một nút thôi thì nó sẽ làm cho mình nửa đêm được. Cho nên người ta gọi là giá trị thiết thực là như thế. Rõ ràng mình với vợ mình bỏ ra 100 triệu, 200 triệu với vợ về đấy. Nhưng mà đêm dậy gọi bóp có dậy không ạ? Không, chỉ thỉnh thoảng dậy bóp cổ thôi ạ. À. Đúng không ạ? Thế cái cô vợ này mình cưới về, mình có cưới cô vợ bé này về, đúng không ạ? Thì bất cứ lúc nào mình cần thì mình bấm một nút thôi là massage cho mình. Và thêm một cái hiệu quả nữa, cái này có hao điện không ạ bố mẹ? Và cái điều tuyệt vời nhất, bởi vì mình đi massage ở ngoài thì cũng phải tốn 200 ngàn, 300 ngàn, nhưng cái máy này chúng ta dùng cả tháng thì cũng chưa hết 100 nghìn tiền điện đâu. Bởi vì lúc đầu ạ, tốn nhất là lúc đầu khi mình bố mẹ cắm điện vào thì nó sẽ phải làm nóng nhiệt độ thì nó sẽ hao điện một chút, và khi mà đủ nhiệt độ rồi có cái con sensor tự ngắt điện, và cái motor của máy rất là nhỏ và bền này thì chúng ta chạy không hao bao nhiêu điện cả. Cho nên là gì ạ, cái này mà chạy 4 tiếng liên tục, 5 tiếng liên tục thì cũng chưa hết một số điện. Cho nên nhiều phòng máy mà cả sinh hoạt, cả loa đài, cả tất cả mọi thứ, cả qua suốt ngày mà cũng chỉ hết 1 triệu tiền điện thôi ạ. Có phòng máy chỉ hết 800 nghìn, quay dân bên mà cứ lo là mua cái này vì nó tốn nhiều điện. Thế nhưng mà cái này là hoàn toàn không hao điện nào. Vâng, và sản phẩm này thì được bảo hành bao nhiêu lâu của mình có biết không ạ? Lâu lắm ạ. Trọn đời đúng không ạ? Thực ra là anh Cường bây giờ như thế này bố mẹ, anh Cường này sống ở đây rồi, này đưa vợ đến đây, đưa con đây học rồi, thì vấn đề bảo hành thì bố mẹ không bao giờ phải lo đến nữa, bởi vì anh Cường lo hơn việc đó. Anh Cường có làm được việc đó không ạ? Bởi vì anh Cường là một trong giám đốc là khu vực là có nhiều phòng máy ở đây, cho nên là gì ạ? Chắc chắn là con nghĩ là thế làm ngay là nơi đáng sống rồi, được không ạ? Con cái học ở trên này rồi, vợ ở đây, nhà ở trên này rồi, thì bố mẹ yên tâm tuyệt đối về vấn đề bảo hành. Thực ra là công ty vẫn có trong sổ bảo hành ạ. Sổ bảo hành của chúng ta là gì ạ? Là ghi những cái điều chú ý khi sử dụng, mà họ dịch ra bằng một bản tiếng Anh và một bản bằng tiếng Việt rồi, để bố mẹ ta lưu ý. Tất nhiên là của bên thì tặng người cả một bản tiếng Anh ở đây và bản tiếng Việt trong cái sản phẩm của chúng ta. Và sản phẩm được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, có hai thùng ạ, hai kiện, được không ạ? Thì cái này ạ, tổng giám đốc sẽ đóng dấu ở đây ạ. Và bảo hành cho bố mẹ có cả số điện thoại ở đây và tổng công ty. Thì bảo hành là 2 năm. 2 năm là miễn phí hoàn toàn, khi mà vấn đề trục trặc do kỹ thuật của máy thì công ty đến sửa chữa miễn phí. Còn khi mới lắp mới về nhà trong những tháng đầu tiên mà có vấn đề về động cơ hay cái gì thì công ty hoàn toàn miễn phí cho bố mẹ. Nhưng chúng ta yên tâm một điều là cái máy này bố mẹ dùng mấy chục năm cũng không phải nghĩ rồi, bởi vì nó rất là bền, cái máy siêu bền đấy, đúng không ạ? Thực ra người châu Âu, người châu Mỹ người ta hàng tạ, người ta leo lên, người Ấn Độ hàng tạ mốt người ta leo lên thì mới sợ, cho chúng ta 50 cân, 60 cân thì chúng ta dùng thì gần như là không bao giờ phải lo vấn đề bảo hành. Còn nếu những cái vùng mà cho có thể là do sấm chớp, do điện chập điện mà nhà chúng ta không có át thì nó có cái cầu chì ở đây chúng ta thay rất là đơn giản, không hoàn toàn hại đến máy của chúng ta được, được không ạ? Đó là cái an toàn và không bao giờ lo về điện nữa, an toàn cho sản phẩm. Ở Hàn Quốc thì tất cả từ cái sợi chỉ ạ, từ cái lưới ở bên trong này đều phải có giấy phép hết ạ. Tức là trước đây người ta bắt một cái công ty ở Hàn Quốc là phải đền cho khách hàng mười mấy năm mua sản phẩm vẫn phải đền ạ. Tại vì trong cái thảm điện của người ta là nó có cái lớp vải đấy, nó gây ra cái chất ung thư.